Vừa nãy chúng ta đã nói đến các vấn đề tầng thứ ở trong các cái đối tượng khi mà vẽ ra, thì trên nguyên tắc thông thường thì chúng ta vẽ ra một cái hình nào đó thì nó sẽ có cái tầng thứ so với các cái đối tượng khác. Ví dụ như là cái thằng nào vẽ sau thì sẽ nằm cao hơn thằng khác vẽ trước đó. Đó. Sẽ đợi sau thì ưu tiên Không phải ưu tiên mà mặc nhiên là nó sẽ nằm cao hơn. Thế thì đấy là cái logic thông thường cho tất cả các cái chương trình, không riêng gì Illustrator. Tuy nhiên là nó có một cái người ta thấy rằng là cứ vẽ sau thì là nằm lên trước, nhưng mà rồi tôi lại phải hạ nó xuống để tôi đưa nó xuống sau một thằng nào đấy, thì như vậy là hơi mất thì giờ. Thì họ lại đặt ra một vấn đề khác là tôi muốn là vẽ và nằm dưới cơ. Thì Illustrator ở các phiên bản gần đây, tôi nhớ là cỡ độ khoảng phiên bản CS5 hay CS6 gì đấy, nó bắt đầu phát sinh ra cái logic đó. Thì nó bổ sung thêm như thế này: các bạn nhìn xuống phía dưới, hàng dưới so với lại các cái tùy chọn tô màu, thì nó có một số các cái tùy chọn để giải quyết về vấn đề tầng thứ. Thế bây giờ nếu như mà chúng ta để ở cái chế độ đầu tiên, hay là chế độ normal, hay chế độ mặc định default này, thì nó cũng vẫn tuân theo cái quy tắc là vẽ mới thì nằm trên. Nhưng bây giờ nếu tôi bấm vào cái thằng giữa này thì sẽ đảo ngược cái tư duy logic đó. Có nghĩa là tôi vẽ ra một hình mới thì cái hình này nó sẽ nằm dưới các hình khác này. Đảo ngược lại, tức là hình vẽ mới thì sẽ nằm dưới. Và đây lại là một cái cách để cho tôi có thể là giải quyết vấn đề ngay. Tôi muốn là cái hình mới vẽ này nó nằm dưới cái thằng nào. Thế ở đây chúng ta sẽ có hai cái thao tác cần phải làm. Một là vẽ ra nó sẽ nằm dưới luôn, nằm dưới tất cả mọi thứ vốn đang có, thì không chọn cái gì cả mà chúng ta vẽ luôn như vậy, là nó sẽ mặc nhiên nó sẽ nằm dưới tất cả những đối tượng hiện có. Còn nếu như tôi muốn là nó nằm dưới một đối tượng được chỉ định nào đó, thì đây các bạn hãy làm như thế này: chọn một đối tượng trong số các đối tượng đang có, sau đó thì tôi mới vẽ đối tượng mới. Tất nhiên là đang chọn một đối tượng thì nó sẽ có màu giống đối tượng kia, và bây giờ tôi sẽ tô màu mới cho nó. Đây, thì bạn sẽ thấy rằng là bao nhiêu layer tôi không cần biết, bao nhiêu tầng thứ tôi không cần biết, nhưng vừa nãy tôi bấm chọn vào đối tượng nào thì cái đối tượng mới tôi vẽ ra chắc chắn nó sẽ nằm sát ngay dưới cái đối tượng mà đã chọn nó. Thì đây là một cái cải tiến tương đối mới của Illustrator. Đấy, và từ các phiên bản CS5, CS6 thì đấy mới có. Trước đó không có khái niệm này, và nó chỉ hắt về các cái phiên bản về sau này thôi. Như vậy là thêm một khái niệm nữa chúng ta cần nắm được khi mà vẽ để làm việc với các tầng thứ. Tuy nhiên cái này vẫn chưa hết, chúng ta còn có một cái tùy chọn rất là đặc biệt nữa, tức là vẽ một hình mới, vẽ một đối tượng mới vào bên trong một đối tượng khác. Thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ thứ ba, đó là cái chế độ là draw behind, draw inside. Và lúc này thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái thao tác như sau: các bạn hãy chọn lấy một cái đối tượng trước đã, thì các bạn mới có thể kích hoạt nó sang cái chế độ thứ ba. Đấy, bây giờ tôi chọn một đối tượng, sau đó tôi sẽ bấm vào cái đối tượng đó. Thì đây, các bạn quan sát một chút để thấy được cái điểm khác biệt giữa cái một đối tượng thông thường và một đối tượng được chọn để làm cái draw inside. Bây giờ một đối tượng thông thường thì nó chỉ có cái tay nắm điều khiển bao xung quanh thôi, đúng không? Nhưng mà khi mà tôi chọn một cái đối tượng thông thường nhé, này các bạn sẽ thấy này, chọn một đối tượng thông thường thì nó chỉ có các tay nắm điều khiển bao xung quanh thôi, chứ nó không có những cái gì đây nhỉ, không có những cái gạch gạch này ở góc. Bây giờ tôi chọn này và tôi vẽ một hình mới nhé, nhìn này, tôi vẽ một ngôi sao chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy rằng sau khi vẽ xong mà tôi tô màu thì nó sẽ không hiển thị hết,
vì nó được ra lệnh là vẽ vào bên trong cái thằng này, nhưng tùy vào vị trí mà tôi để vào đâu thì nó sẽ làm sao đây ạ? Hiển thị lên đây. Đấy. Nếu tôi đặt ở vị trí mà không đủ ở trong diện tích đấy thì nó sẽ bị che mất đi một phần. Thì đây là một cái phần mà cũng tương đối là quan trọng trong cái thao tác mà vẽ, tức là thêm một cái chế độ đặc biệt nữa ngoài cái chế độ gì đây ạ? Default. Đó. Đúng rồi. Ngoài những cái chế độ vẽ là vẽ lên phía trước, vẽ lên phía sau và vẽ vào phía trong của một đối tượng thì chúng ta có thể quan sát và làm việc trực tiếp ở trong cái cửa sổ layer. Cửa sổ layer thì nó là hai cái hình thoi nằm đè lên nhau này. Nếu các bạn nhìn thấy nó rồi thì các bạn bấm vào đây để mở nó ra. Còn nếu không thấy thì các bạn có thể là tìm ở trong cửa sổ window, trong menu window đấy, và tìm layer hoặc nhấn F7. Khi mở ra thì nó sẽ ở cái tình trạng là thông báo chỉ là layer 1 thế này thôi đấy. Và xem trong layer 1 này có những cái gì thì các bạn sổ ra, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái đối tượng này nó nằm ở trong cửa sổ đấy. Và nó cũng sẽ tuân thủ theo cái quy tắc là gì đấy, đối tượng nào nằm trên, đối tượng nào nằm dưới thì nó sẽ hiển thị đúng như thế. Thế và những cái đối tượng mà đặc biệt, ví dụ như là đối tượng vẽ vào trong một đối tượng khác thì nó lại được quản lý riêng như thế này. Bấm vào đây thì nó lại thấy là có hai đối tượng nằm ở trong cái nhóm này. Đấy. Cái này nó gọi là clip group. Đấy, và thằng chứa thì nằm trên và thằng được chứa thì nằm bên dưới như thế này. Thế và tôi muốn là đưa một cái đối tượng nào lên trên hay xuống dưới đối tượng khác thì ví dụ đây nhá, chúng ta tô thử một màu khác để phân biệt nó này, ví dụ cánh hoa màu vàng và cánh hoa màu đỏ. Bây giờ tôi lại mở cái cửa sổ này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà tôi chọn một đối tượng nào đó ở cửa sổ bên ngoài, cửa sổ làm việc bên ngoài, thì trong cái cửa sổ layer quản lý nó cũng có một số các cái hiển thị để xác nhận. Ví dụ như làm việc ở layer 1 thì nó đánh dấu cái đèn màu xanh ở đây bật lên để xác nhận là đang làm việc với layer 1. Thế còn làm việc với đối tượng nào thì các bạn sẽ nhìn thấy là có cái đèn nó bật lên ở layer đó, đồng thời cái dấu tròn này ở đây thì nó cũng sẽ được kích hoạt lên. Đấy, bây giờ tôi chọn này. Đấy, nếu mà tôi chọn ở đây thì mới là chọn thôi, nhưng có chọn thật sự hay không thì tôi lại phải đánh dấu vào đây, thì lúc đấy nó sẽ thông báo luôn cái transform, cái body box, cái hộp điều khiển, nó sẽ bao xung quanh cái đối tượng như này. Còn muốn đưa một cái nào lên trên hay xuống dưới một cái thằng khác thì các bạn ngoài cái việc là sử dụng các phím lệnh hoặc là cái ấy thì các bạn có thể kéo thả một cách trực tiếp ở trong cửa sổ này thì nó cũng sẽ tăng giảm cái tầng thứ tương ứng. Thế ngoài ra nếu mà tôi muốn làm thêm một layer mới thì tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng là cái trang giấy ở đây. Và lúc này thì giống như căn nhà bắt đầu được cơi nới thêm tầng thứ hai. Và khi tôi vẽ ra một cái gì đó thì nó sẽ nằm ở tầng thứ hai. Và lúc này thì nó sẽ nằm trên tất cả những cái đối tượng nằm ở tầng dưới. Bất kể là bạn muốn đưa cái gì lên thằng cao nhất ở trong cái gì đấy ạ? Layer 1. Đúng không? Đây, layer 1. Thằng cao nhất là thằng nâu nâu này. Thì nó cũng gì đấy? Nó cũng vẫn nằm dưới cái thằng tím của layer 2 này. Bởi vì đơn giản là hai thằng đang ở trên hai tầng khác nhau. Và tất nhiên nếu mà thích thì chúng ta có thể kéo thả trực tiếp, lôi cổ một thằng mà thả sang tầng khác, đúng không? Và lúc này thì chúng ta có thể đổi tầng. Đấy, bằng lệnh cũng được mà bằng thao tác cũng được. Thế nhưng mà nếu như mà bây giờ chúng ta lại kéo thả trực tiếp cả một cái tầng này lên trên hay xuống dưới một tầng khác thì toàn bộ những đối tượng mà nằm bên trên hay là dưới của cái tầng đó nó cũng sẽ thay đổi theo.
thì đây là lưu ý một tí. Còn nếu như mà chúng ta làm việc với lại các tầng thứ này thì nó có cái hình con mắt. Nếu mà tôi tắt hay bật một mắt của một layer, có nghĩa là tôi tạm thời tôi giấu đi, không cho người ta nhìn thấy cái layer đó với tất cả những cái đối tượng thuộc layer đó. Thế còn nếu mà tôi bấm vào cái khóa thì nó sẽ khóa cái layer đó lại, và tôi không làm sao tôi chọn được những cái đối tượng thuộc layer đó nữa. Khóa có thể bằng object, bằng lock selection hay cái gì đó, nhưng cũng có thể là gì đây ạ? Khóa tắt bật ở đây. Còn nếu mà chúng ta làm việc ở đây nhé, bạn sẽ xem này. Ví dụ layer 2 nằm trên đúng không? Bây giờ tôi muốn chọn các đối tượng ở lại layer 1 mà tôi muốn khua một nhát để tôi chọn những cái đối tượng bên dưới. Thì ví dụ tôi chọn một cái như thế này. Sau đó thì vào object này. Bây giờ chúng ta mới xem lại cái lock nhé. Đấy, lock gì? Lock on artwork above thì là khóa những thằng ở trên, nhưng mà khóa other layer này. Đấy, thì tự nhiên là nó sẽ khóa các layer khác để cho phép chúng ta chọn những thằng dưới và không có chọn vào thằng này. Thì khóa theo kiểu bằng lệnh như thế, khóa ở đây thì tương đương với nhau. Đấy. Thế còn nếu như mà một cái đối tượng ở trong này, nếu mà chúng ta thực hiện khóa một cách gọi là thủ công nhá, khóa ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái thao tác này thì nó khóa cái đối tượng. Đấy, bấm chúng. Nhưng mà trong cái phạm vi này thì nó chứa nhiều đối tượng. Thì cái đối tượng nâu nâu này, kể cả tôi bấm chúng tôi cũng không chọn nó, mà tôi chỉ chọn vào những đối tượng gì đấy ạ, nằm trùng vị trí với nó thôi, chứ nó không có chọn được cái đối tượng ở phía gì đấy, ở phía trên. Đấy. Nhưng mà nếu mà tôi khóa cả layer này, khóa cả layer thì bây giờ đang là khóa tạm cả layer, đúng không? Có nghĩa là thằng tím này cũng không chọn được, thằng nâu này cũng không chọn được. Nhưng mà nếu mà tôi tháo khóa của gì đấy, cả layer, thì thằng nào bị khóa riêng vẫn bị khóa, chứ không được tháo ra, trừ phi là chúng ta trực tiếp chúng ta gì đấy tháo khóa đây, thì lúc đấy nó mới tất cả tháo khóa. Còn nếu không, khóa hay tháo khóa của layer thì chỉ giải quyết hoặc là tổng quan, hoặc là chỉ tháo khóa cho những thằng nào bị khóa bằng lệnh khóa layer. Còn thằng nào bị khóa riêng bằng lệnh khóa object thì nó sẽ phải mở khóa thêm một lần nữa, thì lúc đó nó mới có thể là thao tác được. Thì đấy là thao tác mà chúng ta có thể là làm, tức là quản lý các tầng thứ, các layer, khóa, tháo khóa các đối tượng. Thế đấy là các khái niệm về tầng thứ nhé.